Rồi các bạn xem xe bắt đầu di chuyển xuống dốc đây. Anh em tranh thủ xuống trước hết đi. Bạn xem cái dốc này nè, để bắt đầu đổ xuống dốc này nè. Theo con dốc này xe chạy xuống dốc này thôi các bạn nha. Dốc này các bạn nha. Dốc này cao mà tôi quay đi trước thì cũng nghe cũng sợ.
ngoài đánh là người ta chụp lắm. Đánh vừa lên xa số 4 vẫn có đường gương có cả hàng. Đây là hoa rừng đấy nha. Bố chị em luôn. Chị phải ăn con ươn đi. Con ươn đột keo. Không giám đốc đây. Có hoa rừng mà đây là hoa rừng các bạn nha. Hoa lan rừng. Hoa rừng mà đi làm keo biết rồi chứ. Tổng thu nhập một tháng là 1 tỷ.
phải bổ luôn. Kinh khủng chưa? Ê, quay đi. Trời ơi, ông này không muốn anh tay tư lắp nên kiểu đói bụng quá rồi.